Đây là cách giúp mình có thể xem video tiếng Anh mà không cần nhìn phụ đề chỉ sau 3 tháng học. Come here because I've grown to like you more in your absence. Đầu tiên thì mình sẽ chọn những video tình huống thực tế từ các chủ đề mình thích hoặc là mình đang cần ở trong cuộc sống để có hứng thú học hơn. Sau đó thì mình sẽ xem video song ngữ để hiểu nội dung. Tiếp đến là các bài tập nghe. Đặc biệt là các bài tập nghe này buộc mình phải nghe hiểu thì mình mới trả lời được, chứ không phải là nghe loáng thoáng chỉ cần bắt được từ vựng là xong. Nghe hiểu rồi thì mình sẽ học các cấu trúc ngữ pháp được người bản xứ dùng. Chơi game để biết cách ứng dụng chúng vào trong thực tế. Tiếp đến là mình học các từ vựng, các cụm từ xuất hiện trong video. Mình sẽ học theo ngữ cảnh thay vì chỉ học cách ghi nhớ nghĩa của từ để đảm bảo là mình có thể biết cách dùng từ trong các tình huống tương tự. Web Ejoy Epic mà mình đang theo học này có hơn 1.500 video từ rất nhiều chủ đề và trình độ khác nhau. Và tất cả đều là những tình huống thực tế nên mình có thể tha hồ lựa chọn và học hết video này đến video khác mà không biết chán. Chỉ chưa đến 500.000 mà giúp mình có thể xem video không cần phụ đề, tự tin hơn khi giao tiếp với người nước ngoài, thì mình thấy đây là một khoản đầu tư rất xứng đáng. Bạn có thể tham khảo cách mình học ở đây nhé.